Mời quý vị cùng đến với phần 2 của Cơ sở Công nghệ. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 8, 3 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế chính thức gặp sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến tốc độ truy cập Internet của người dùng. Tuy nhiên, sẽ phải mất từ 3 đến 4 tuần lễ để có thể khắc phục được sự cố này. Theo đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam, từ kinh nghiệm sự cố đứt cáp quang biển các lần trước, thì sự cố ngày 27 tháng 8 phải mất từ 3 đến 4 tuần mới khôi phục được. Hiện các nhà mạng của Việt Nam đã chủ động sử dụng các phương án dự phòng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đại diện Viettel khẳng định khách hàng của đơn vị này có thể sử dụng dịch vụ bình thường bởi nhà mạng đã định tuyến lưu lượng quốc tế qua các tuyến cáp khác. Thậm chí vào khung giờ cao điểm, nhu cầu người dùng cũng chỉ chiếm 80% dung lượng còn lại của Viettel sau khi đứt cáp. Trong khi đó, phía VNPT cho hay, đơn vị này đang phối hợp với đối tác quốc tế xác minh nguyên nhân sự cố và có kế hoạch trong việc xử lý lỗi, khắc phục sự cố sớm nhất. Thông tin do YouTube công bố vào hôm 25 tháng 8 cho thấy, hiện Việt Nam có khoảng 40 triệu người sử dụng smartphone và cứ 4 người Việt Nam sử dụng smartphone thì có 3 người dùng loại thiết bị này để xem YouTube. Mặt khác, kể từ khi YouTube bật chế độ kiếm tiền bằng video ở thị trường Việt Nam, tốc độ phát triển nội dung đăng tải trên YouTube tại Việt Nam đã tăng trưởng rất mạnh. Trong một năm qua, tốc độ người dùng YouTube tại Việt Nam đăng tải video lên mạng lưới chia sẻ video lớn nhất thế giới này đã tăng tới gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng người xem tăng 85%. Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia vùng lãnh thổ có lượng người xem YouTube nhiều nhất thế giới. Theo thống kê của YouTube, 3 nội dung được người xem Việt Nam ưa chuộng là phim hoạt hình và các chương trình thiếu nhi, TV show, phim hài và hành động. Thưa quý vị, thay vì phải đến tận cơ quan bảo hiểm xã hội để trích xuất được số liệu, người lao động trên cả nước giờ đây đã có thể kiểm tra trực tuyến những thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội của mình chỉ với một cú click chuột trên mạng Internet. Để tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội trực tuyến, người lao động có thể vào website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điền thông tin cơ bản, chọn mốc thời gian, người lao động có thể tra cứu dữ liệu bảo hiểm xã hội cá nhân. Hiện tại, mã số của người đóng bảo hiểm trên thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội không giống nhau. Tuy nhiên, từ 1 tháng 9, hai mã số này sẽ được thay bằng một mã số cố định, gọi là mã số bảo hiểm xã hội. Mã số này sẽ được duy trì cố định như mã số thuế hay số chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân. Ngoài ra, mã số bảo hiểm xã hội còn là cơ sở để điện tử hóa mọi giao dịch liên quan đến bảo hiểm xã hội. Sắp tới đây, việc nhận chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động cũng sẽ được chuyển khoản tới từng cá nhân khi đáp ứng đủ điều kiện. Hôm cuối tuần qua, ngày hội khởi nghiệp Startup Day lần thứ 5 2017 đã diễn ra, với hơn 120 startup tham dự giới thiệu sản phẩm công nghệ và kêu gọi đầu tư ngay tại sự kiện. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hơn 3.000 nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp với hơn 20.000 lượt đầu tư. Năm nay, ngoài những dự án trong lĩnh vực công nghệ quen thuộc như xu hướng thương mại điện tử hay IoT từ năm 2016, năm nay bắt đầu có những xu hướng mới lạ hơn như FinTech, EduTech, thực tế ảo, robot tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Startup Day 2017 cũng chứng kiến một xu hướng mới, chính là khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, vốn được xem là tiềm năng tại Việt Nam. Đặc biệt, sàn giao dịch năm nay có sự tham dự của 3 startup nước ngoài đến từ Hàn Quốc và Philippines. Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Lý Hoàng Phi, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BASC cho biết, 3 dự án trên tổng số 120 là một tỷ lệ không lớn. Tuy nhiên, điều này mở ra một câu chuyện trong tương lai, sẽ có nhiều hơn những startup quốc tế tham gia vào cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và muốn phát triển tại thị trường Việt Nam. Trong Startup Day 2017 có một điểm mới, đó là việc các cái nhà khoa học họ tham gia rất nhiều những cái sáng chế khoa học, mà những sáng chế đó đã bắt đầu trong các cái giai đoạn thương mại hóa. Thì đối với lại những người tổ chức chương trình như Startup Day thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những điểm nhấn của chương trình Startup Day 2017. Bởi vì hơn ai hết, khi nói đến khởi nghiệp sáng tạo thì chúng ta phải nói đến những sáng chế khoa học, chúng ta phải nói đến những cải tiến để có thể giúp nâng cao năng suất và có thể giúp tạo ra cái sự biến chuyển trong một nền kinh tế. Năm nay, các khoản đầu tư tại sàn giao dịch được kêu gọi thông qua thẻ đầu tư, sử dụng công nghệ cảm ứng chạm NFC để thuận tiện cho nhà đầu tư và ứng dụng sản phẩm công nghệ của Startup Việt ngay tại Startup Day 2017. Sau hơn 9 giờ giao dịch, sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp đã thu hút hàng tỷ đồng tiền vốn đầu tư và nhận cam kết đầu tư sau sàn. Trải qua các vòng tranh tài gây cấn, giải nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp được trao cho dự án IQTech Camera Thông Minh, dự án Surfur Công nghệ Bề mặt Tương tác Xuất sắc giành giải nhất cuộc thi dành cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp. Để giải quyết vấn đề về thiếu nhân lực ở các doanh nghiệp công nghệ thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh, các vườn ươm cần kết nối được với doanh nghiệp và doanh nghiệp cần chủ động đặt hàng nguồn nhân lực tại vườn ươm để việc đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đây là ý kiến của ông Trần Vĩnh Tuyến, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và ngành công nghệ thông tin điện tử với chính quyền thành phố được tổ chức mới đây.
Công nghệ thông tin điện tử là một trong những ngành đang được chú trọng hàng đầu trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhóm ngành này thường than phiền về tình trạng thiếu về số lượng và yếu về chất lượng trong đội ngũ nhân lực của ngành. Tuy nhiên, trao đổi trong buổi đối thoại giữa doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin điện tử với chính quyền thành phố mới đây, đại diện một vườn ươm cho biết nhân lực ngành IT không yếu, vấn đề là họ chưa tìm được đầu ra phù hợp. Doanh nghiệp khởi nghiệp thì chắc chắn một điều là đa số là sinh viên hoặc các bạn trẻ. Việc mà họ có các khả năng nhất định cho chuyện tìm kiếm thị trường là chính xác. Bởi vì các em tập trung, thế mạnh của các em đó là ý tưởng họ phát triển. Và phát xuất tiền đó họ dựa trên những cái cảm nhận của họ với thị trường hoặc là một số thông tin được chia sẻ. Tuy nhiên là đem cái đó đi đâu bán như thế nào, bán cho ai thì họ còn rất là thiếu. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng việc đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin điện tử không gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp. Các vườn ươm đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin điện tử chưa kết nối được với các doanh nghiệp cần nhân lực. Từ đó, những nhân lực trẻ chọn hướng đi khởi nghiệp không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thị trường và vốn đầu tư nên hầu hết gặp phải nhiều thất bại. Đào tạo nó phải gắn thị trường, chứ không thể nào mình đào tạo theo cái kiểu mà vĩ mô quá hay hàng lâm quá thì nó lại không được. Thì như vậy mình giáo dục thì bây giờ là mình đều có cái sự chủ động của thành phố mình hợp tác với các trường đại học, thì tôi nghĩ rằng là và doanh nghiệp cũng phải chủ động đặt hàng. Thì bây giờ thông qua sở truyền thông là giúp cho thành phố về quản lý nhà nước về lĩnh vực này, thì đó là các anh chị có thể, tôi nghĩ rằng là mình có thể đặt hàng năm học 2018 thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu cái nhân lực IT và trong cụ thể là cái gì nữa. Nó có nhiều IT nói chung thì thôi, còn thiết kế rồi nó còn phần mềm cái đủ loại hết trơn. Thì bây giờ là mình đặt hàng để rồi là chúng ta sẽ tính toán cái cơ chế để đào tạo cái phù hợp theo mình. Chỉ còn một mặt đó là ai đào tạo thì cứ đào tạo, ai thiếu thì cứ đi tìm, thì cuối cùng là không có điểm chung. Còn thà là chúng ta học cách từ đầu thì nó chắc chắn 50 thì ra 50. Ngành điện tử công nghệ thông tin viễn thông là một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu và nằm trong nhóm 9 ngành dịch vụ chủ yếu của thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 năm gần đây, nhóm ngành này có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 16,5% một năm. Sản lượng sản xuất chiếm trên 27% so với cả nước. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, tỷ trọng đóng góp trực tiếp của ngành điện tử công nghệ thông tin viễn thông vào thành quả chung của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh không cao. Cụ thể, trong năm 2015, chiếm 4,1%. Do đó, đòi hỏi phải chú trọng hơn nữa khâu đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử. Thưa quý vị, khi nhắc đến thị trường thiết bị âm thanh giải trí gia đình, chúng ta không thể không nghĩ đến những thương hiệu lớn có xuất xứ từ Nhật Bản. Là một thương hiệu được hình thành và phát triển hơn 50 năm tại Nhật Bản, đến nay, BMB không chỉ là một thương hiệu mà còn là niềm tự hào của người dân Nhật Bản khi nhắc đến sản phẩm loa dành nghe nhạc và hát karaoke. Với những ý tưởng sáng tạo cùng công nghệ cao cấp của Nhật Bản, BMB đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dùng ngày nay như các sản phẩm âm thanh giải trí thích hợp karaoke dành cho kinh doanh và cho gia đình. Mới đây, BMB đã chính thức ủy nhiệm cho công ty Minh Tuấn với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh làm nhà phân phối độc quyền cho thương hiệu dàn giải trí gia đình và karaoke cao cấp BMB. Nhân dịp này, BMB Việt Nam còn ra mắt bộ sản phẩm BMB Home Series 3 Combo dành cho gia đình với thiết kế đẹp mắt cùng sự tiện lợi phù hợp với không gian cho gia đình mà vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng cao. Với thương hiệu BMB rất tiềm năng, bởi vì họ đã có rất là lâu trong cái lĩnh vực nghiên cứu và phát triển về karaoke. Đến hôm nay thì tuổi đời của nó là 50 năm. Khó khăn lớn nhất đó là việc hàng giả BMB nó đã tràn ngập thị trường Việt Nam. Đấy là việc của nhà nước và công ty và kể cả các cái nhà hãng, người ta đang phải rất là nỗ lực để làm cái việc chống hàng giả. Nếu như trước đây, người tiêu dùng khi mua sản phẩm BMB cảm thấy khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật và hàng kém chất lượng, thì hiện nay đã có thể yên tâm với việc tự trải nghiệm sản phẩm ngay tại phòng trưng bày và được hướng dẫn chu đáo. Bên cạnh đó, công ty Minh Tuấn còn tư vấn cho khách hàng cách nhận diện sản phẩm thật thông qua bộ tem chống hàng giả, cùng những đăng ký xác nhận bảo hành tại cả Việt Nam lẫn Nhật Bản. Một số nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho hay vào ngày 12 tháng 9 tới, Apple sẽ cho ra mắt iPhone 8. Ngoài iPhone 8, thì Apple cũng sẽ ra mắt hai phiên bản nâng cấp cho iPhone 7 và 7 Plus trong tháng tới.
Bên cạnh việc giới thiệu các dòng điện thoại, Apple cũng sẽ giới thiệu loạt đồng hồ thông minh và set-top box mới trước mùa mua sắm cuối năm. Tại diễn đàn Robot Thế giới năm 2017 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc mới đây, robot chơi piano và các loại robot dịch vụ đã trở thành tâm điểm tại diễn đàn năm nay. Boot Economy là hãng chế tạo robot nổi tiếng đã đem tới một sản phẩm mới nhất và ấn tượng nhất tại diễn đàn Robot Thế giới năm nay. Theo Tonio là một chú robot được thiết kế với 56 ngón tay để có thể chơi piano, đã khiến rất nhiều khách tham dự ngạc nhiên và cảm thấy hứng thú. Canbot là một công ty chế tạo robot chuyên chế tạo các loại robot phục vụ. Những robot này của Canbot sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt và tương tác với người dùng. Hiện tại, robot dịch vụ của Canbot có tên là Yoyo có giá khoảng 32.000 đô la Mỹ. Tuy đắt đỏ, nhưng đây lại là một chú robot với vai trò là hướng dẫn viên rất cần thiết tại nhiều ngân hàng, bảo tàng và các trung tâm thương mại. Diễn đàn Robot Thế giới năm 2017 là nơi quy tụ những công ty công nghệ chế tạo robot và các trung tâm nghiên cứu robot hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp chế tạo robot hiện nay. Một thủy thủ người Pháp mới đây đã công bố ý tưởng tạo sự chú ý của dư luận quốc tế, đó là biến một chiếc cano thành taxi bay trên nước. Đây là thiết kế đã giành giải thưởng trong một cuộc thi dành cho tàu thuyền vào năm 2009 tại Pháp, nhưng đến nay nó mới thành hiện thực. Dự án có tên là Sea Bubble. Hiện đã có một số nhà đầu tư đặt cược vào dự án này. Sáng lập Sea Bubble, ông Alain Thibault kỳ vọng sẽ gọi được 50-100 triệu euro vốn vào cuối tháng 9 năm 2017. Taxi bay trên nước chạy bằng pin, bằng cách đạt đến một tốc độ đủ nhanh, taxi sẽ nâng mình khỏi mặt nước và giúp tiết kiệm năng lượng. Dự án này hiện có sự đồng thuận của thị trưởng Paris. Tuy nhiên, để thực sự thành công, chính phủ Pháp cần phải nâng giới hạn tốc độ cho tàu thuyền trên sông để giúp taxi bay Sea Bubble đạt được tốc độ đủ nhanh để phóng đi trên nước. Ông Thibault cho biết, đã có 5 thành phố khác ngoài Paris quan tâm đến dự án này. Mới đây, thì Hội đồng Tổ chức Olympics IOC và gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba đã hé lộ lượng hợp tác mới giữa hai bên nhằm tiến tới số hóa mỗi kỳ Olympics trong thời gian sắp tới. Giờ đây, Alibaba đã trở thành đối tác chiến lược của Hội đồng Tổ chức Olympics trong mỗi kỳ Olympics. Alibaba và IOC đang nỗ lực khiến cho cuộc sống của mọi người tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hội đồng Olympics muốn thực hiện điều đó thông qua những hoạt động thể thao như thế này, còn Alibaba lại muốn hiện thực hóa việc này qua công nghệ. Vì thế, chúng tôi đã quyết định hợp tác. Chúng ta có thể biến giấc mơ thành hiện thực khi hợp tác với nhau. Trong mỗi kỳ Thế vận hội Olympic, Alibaba sẽ cung cấp dịch vụ máy tính và phân tích dữ liệu. Đồng thời, Alibaba sẽ phát triển một kênh video trực tuyến để phục vụ khán giả Trung Quốc. Đổi lại, Alibaba sẽ trở thành nhà tài trợ chính cho các kỳ Olympic. Alibaba sẽ sử dụng công nghệ và những ứng dụng của Internet nhằm giảm chi phí tổ chức Olympic cho Hội đồng Tổ chức Olympic IOC, đồng thời giúp lôi cuốn thế hệ trẻ xem các chương trình thể thao nhiều hơn trên điện thoại của họ thay vì chơi game. Vào đầu năm 2017, Alibaba đã ký kết thỏa thuận với IOC và trở thành đối tác chiến lược cho chương trình điện toán đám mây và thương mại điện tử tới hết năm 2028. Theo thông tin mới nhất về thương vụ bán lại mảng sản xuất chip của tập đoàn Toshiba, thì tập đoàn Western Digital của Mỹ đã đưa ra thỏa thuận cuối cùng mua lại mảng chip này với giá hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng, sau một thời gian thỏa thuận và xem xét tất cả những hợp đồng muốn mua lại của mảng chip Toshiba, tập đoàn Western Digital đã trở thành tập đoàn chốt được thương vụ này với giá là 17,4 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến tập đoàn Toshiba và Western Digital sẽ công bố thỏa thuận này chính thức vào ngày thứ Năm, ngày 31 tháng 8. Thương vụ này cũng sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn của tập đoàn Toshiba trong suốt 2 tháng qua, do Toshiba tìm cách bù lỗ hàng tỷ đô la Mỹ cho nhà máy hạt nhân tại Mỹ phá sản. Đồng thời, đây cũng là một thành công của tập đoàn Western Digital với tư cách là đối tác hợp tác sản xuất mảng chip này của Toshiba. Tuy vậy, hiện tại phía Western Digital, và Toshiba và cả ngân hàng Nhật Bản là Innovation Network vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin hay bình luận nào. Một phần thỏa thuận này sẽ được thanh toán bằng lượng trái phiếu có thể chuyển đổi trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ, và sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, số tiền còn lại chỉ còn hơn 1/3 giá trị gốc. Tuy nhiên, con số này cũng đủ để Western Digital được phép bỏ phiếu phủ quyết với bất kỳ quyết định nào của hội đồng quản trị. Phía Toshiba muốn hoàn tất thương vụ này trong 6 tháng, khi kết thúc năm tài chính của mình vào tháng 3 năm 2018, nhằm đảm bảo rằng không rơi vào tình trạng tài khoản ròng âm và đảm bảo đạt được doanh số như mục tiêu đề ra. Trước khi lựa chọn Western Digital để đi đến thỏa thuận cuối cùng, Toshiba đã từng lựa chọn một doanh nghiệp có sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản trước đó là Pan Capital LP và một công ty sản xuất chip khác của Hàn Quốc trong danh sách lựa chọn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 của Gossip Công nghệ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ có xây dựng thương hiệu trên truyền thông xã hội, xu hướng của các doanh nghiệp Việt. 6 tính năng ẩn của Android Oreo mới cập nhật mà không phải ai cũng biết.